Thanh Hương nhá anh em nhá, sống khỏe rồi. Dễ nhiều này thì chắc chắn là sống rồi. Thấy các bác bảo khó sống nhưng mà em thấy nó cũng bình thường mà. Dòng này nó ưa chất chồng tơi xốp. Chứ bí dễ quá nó cũng không phát triển được.